điện thoại này nó bị sao, bị chạm cái này, bị chạm. Xin chào mọi người, xin chào cả nhà. Xin chào cà phê muối, xin chào. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Hôm nay mình sẽ live áo lên nha. Không có nói gì đi. Giọng ghê vậy. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Hôm nay mình sẽ like áo len nha. Rất là nhiều mẫu len đẹp nha mọi người ơi. Hôm nay mình sẽ like áo len nha mọi người. Áo len rất là nhiều kiểu đẹp. Chỉ còn mọi người like và chia sẻ bài giùm mình thôi nha mọi người ơi. Like và chia sẻ bài sẽ mua được với giá rất là rẻ nha mọi người. 39.69. Hả? Chào chị Mai Hương nha. Rất là rẻ nha mọi người ơi. Mọi người chỉ cần like và chia sẻ bài giùm mình thôi nha. Lên 100 bạn coi em sẽ like từng mẫu nha mọi người ơi. Nên mọi người chia sẻ bài giùm em nha. 150 bạn coi em sẽ like áo len 39k. 150 bạn coi nha. Già rồi có đồ nè. Đó, bây giờ già rồi có đồ nữa rồi. Cô qua đấy đó, mở hay đó. Cô lấy nó đẹp cho nên cô tưởng bận đi mà bận ốm. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình cho mọi người. Hôm già có nè. Già rồi có nè. Đi soạn một bình luận đi. Áo len 3969. Ghim đừng hả? Tao ghim. Ghim đi. Viết cái này nó lâu lắm. Mày viết đi, tao ghim cái này nên nó dài quá không được đâu. Nó dài lắm. Rồi, bây giờ mình sẽ like từng mẫu nha. Chỉ còn mọi người like và chia sẻ bài giùm mình thôi nha mọi người ơi. Rất là đẹp nha. Hôm nay len về rất là đẹp nha mọi người. Mọi người chỉ cần like và chia sẻ bài giùm mình thôi nha mọi người ơi. Like và chia sẻ bài nha. Len về cực kỳ đẹp, đợt này rất là đẹp, rất nhiều mẫu đẹp. Rồi áo này nha mọi người ơi, áo đăng mặt nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm em nha mọi người. Chỉ có 69k áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài nha. Chỉ áp dụng cho bạn nào chia sẻ bài giùm mình thôi nha mọi người ơi. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Chia sẻ bài giùm mình. Rồi mẫu đăng mặt nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm em nha. Mẫu này số 1 nha mọi người ơi. Mẫu này cực kỳ đẹp, 55kg đổi lại mặt vừa nha. 55kg đổi lại mặt vừa mẫu này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm em. Cô. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm mình nha mọi người. Mẫu này 55kg đổi lại mặt vừa. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm em. Chỉ có giá 69k thôi nha mọi người. Áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài nha. Ai và chia sẻ bài mới có giá là 69k nha mọi người. Mẫu này nha mọi người ơi, mẫu này là số 1. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm mình nha mọi người. Mẫu này số 1. 55kg rồi lại mặc vừa, cực kỳ đẹp nha mọi người. Mẫu này cực kỳ đẹp. Mẫu sọc này ở ngoài rất là đẹp nha mọi người. Chỉ có giá 69k thôi, rất là rẻ. Rồi chốt số 1 cho Liên Hoàng nha. Số 1 vẫn còn nha mọi người ơi. Số 1 vẫn còn nha. Bạn nào lấy số 1 thì chụp lại màn hình gửi cho mình nha. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Còn rất là nhiều mẫu len, áo len, áo khoác len, đầm len cũng có luôn nha mọi người ơi, rất là đẹp. Chỉ cần mọi người like và chia sẻ bài sẽ mua được với giá rất là rẻ nha mọi người. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm nha. Rồi mẫu này nha mọi người ơi, mẫu áo này nha. Len ở ngoài cực kỳ đẹp. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 kèm theo số điện thoại giùm mình nha mọi người. Kèm theo số điện thoại địa chỉ nha. Mẫu số 2 chỉ có giá 69k thôi nha mọi người. Áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài nha.
chỉ áp dụng cho những ai like và chia sẻ bài thôi nha mọi người ơi. Còn bạn nào không chia sẻ bài sẽ không được mua với giá 69k đâu nha mọi người. Lên 150 bạn coi em sẽ like áo lên 39k nha. Lên 150 bạn coi nha. Mẫu này nha mọi người ơi, bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm mình. Mẫu này số 2, 55kg đồ lại mặc vừa mẫu này nha mọi người ơi. 55kg đồ lại mặc vừa mẫu này. Áo này cực kỳ đẹp, ở ngoài rất là đẹp nha. Rất là đẹp mẫu này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm mình. Mẫu này số 2, 55kg đồ lại mặc vừa. 69k áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ nha mọi người ơi. Mẫu này là số 2 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm mình nha mọi người. 55kg đồ lại mặc vừa nha. Mẫu này cực kỳ đẹp, ở ngoài lên rất là đẹp. Chỉ còn mọi người like và chia sẻ bài sẽ mua được với giá 69k nha mọi người ơi. Hồng Vân ơi chia sẻ bài giùm chị nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm mình nha mọi người. Mẫu này số 2 nha. Rất là đẹp mẫu này nha mọi người. Mẫu này cực kỳ đẹp, ở ngoài len rất là dày dặn nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm mình nha. Mẫu này số 2 chỉ có giá là 69k thôi nha mọi người. 69k mẫu này rất là đẹp nha mọi người. Mẫu số 2, 55kg đồ lại mặc vừa, len cực kỳ dày dặn, chỉ có 69k. Áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ livestream, còn không chia sẻ là sẽ không mua được với giá đó nha mọi người ơi. Rồi mẫu số 2 chốt cho Thu Thủy nha. Bạn Thu Thủy ơi, cho mình xin số điện thoại địa chỉ luôn nha bạn ơi. Rất là nhiều mẫu đẹp nha mọi người. Chỉ cần mọi người like và chia sẻ bài sẽ mua được với giá rất là rẻ. Chia sẻ bài để mua ra với giá 69k nha mọi người ơi. 69k mẫu len rất là đẹp nha mọi người. Áo khoác đầm của mình đều có nha mọi người. Áo khoác đầm về rất là nhiều nha. Chỉ cần mọi người like và chia sẻ, bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm luôn nha. Cho mình xin một chấm luôn nha mọi người ơi. Mọi người tương tác với nhau đi mọi người ơi. Mình tương tác để mình thấy nhau đi mọi người ơi. Rồi mẫu này màu đen nha mọi người. Cổ ba phân nha. Màu đen cổ ba phân nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 nha. Mẫu này số 3 nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm mình. Mẫu này 55kg đồ lại mặc vừa nha mọi người ơi. Cực kỳ đẹp nha, ở ngoài rất là đẹp. Mọi người chia sẻ bài để mua với giá 69k nha mọi người. 69k mẫu này thôi nha. Chia sẻ livestream nha mọi người ơi. Mẫu này là số 3, 55kg đồ lại mặc vừa mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm mình nha mọi người. Toàn bộ đều là hàng len mới nha mọi người ơi, là hàng len Quảng Châu nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm mình nha mọi người. Mẫu này số 3. Anh Ngọc, áo này 69k nha chị ơi. 69k nha. Bạn nào lấy mẫu này rồi chốt số 3 cho anh Ngọc nha. Chị Ngọc ơi cho em lại số điện thoại đi, rồi có gì em gửi đồ về cho. Rồi chốt số 3 cho anh Ngọc nha. Cho em lại số điện thoại đi, chị gửi về luôn thì em gửi bưu điện cho chị. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Áo len hôm nay rất là nhiều kiểu đẹp. Đảm bảo mọi người nhận được hàng sẽ không bị thất vọng đâu, vì hàng len rất là đẹp. Rồi mẫu này nha mọi người. Mẫu này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 4 cho mình nha. Mẫu này số 4 nha mọi người ơi, xẻ tà nha mọi người. Áo này có ren hai bên mà xẻ tà nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 4 cho mình. Mẫu này chỉ có 69k thôi. 69k mẫu này. Tôi đi phải không? Số điện thoại hiện ra mà. Mẫu này là số 4 nha mọi người ơi. Mẫu này số 4 xẻ tà nha, có màu trắng xẻ tà nha. Hai bên là có ren nha mọi người. Cái này cũng ở ngoài cũng rất đẹp. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 4 kèm theo số điện thoại địa chỉ giúp mình. Mẫu này chỉ có giá 69k, áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ livestream nha mọi người. Áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài của mình nha. Mẫu này chỉ có 69k. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 4 giùm mình. Mẫu này số 4 nha mọi người. Chỉ cần mọi người like và chia sẻ bài sẽ mua được với giá rất rẻ nha mọi người. Mình lên hôm nay rất đẹp. Chính Hà ơi chia sẻ bài giùm mình nha bạn ơi. Mẫu này nha. Mẫu này là số 4 nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 4 giùm em nha. Mẫu số 4 này ở ngoài rất đẹp nha mọi người. Ngọc ở trong mình. Mẫu này nha mọi người. Rồi chốt cái này cho cô Ngọc nha. Mẫu đi.
Rồi ok cô Ngọc nha, cháu chốt cho cô rồi. Cái đó rất là đẹp, ở ngoài đẹp lắm, chỉ có 69k. Mọi người đang coi livestream cho mình xin một chấm nha mọi người ơi. Mọi người đang coi livestream cho mình xin một chấm nha. Mọi người ơi, mọi người tương tác bài để mình thấy nhau đi mọi người. Dạ. Cô Ngọc ơi, chia sẻ bài giùm con nha cô. Rồi mẫu này nha mọi người, mẫu màu trắng này nha. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 5 giùm mình nha mọi người. Mẫu này chỉ có 69k thôi nha. Cái màu trắng đó hình như còn cái màu hồng đúng không? Cái màu trắng cô Ngọc. Cô Ngọc ơi, cái cô chốt là còn màu trắng, màu hồng và màu đen nha cô. Rồi mẫu này nha mọi người, bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 5 giùm mình nha. Mẫu số 5 này chỉ có giá 69k thôi nha mọi người. 55kg được lại mặt vừa mẫu này. 55kg được lại mặt vừa mẫu này. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 nha mọi người. 55kg được lại mặt vừa mẫu này. Cực kỳ đẹp nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5. Len là hàng len Quảng Châu nha mọi người ơi. Là hàng len mới nha. Rất là đẹp nha mọi người. Rất là nhiều mẫu đẹp. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm mình nha. Rồi ok cô Ngọc nha. Lấy màu hồng với màu đen. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm em nha mọi người ơi. Mẫu này số 5. Bạn nào đang con livestream cho mình xin một chấm nha. Vì còn rất là nhiều len đẹp nha mọi người. Len kiểu nữa nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm em nha. 55kg lại mặt vừa mẫu này. Rồi chốt số 5 cho Thu Hoài nha. Bạn ơi cho mình xin số điện thoại địa chỉ luôn nha bạn ơi. Bạn nào đang lên 150 bạn coi em sẽ like áo lên 39k nha mọi người. 150 bạn coi em sẽ like áo lên 49k, 39k. Rất là nhiều mẫu len đẹp. Mọi người đang coi livestream cho mình xin một chấm nha mọi người ơi. Xin chào Nguyễn Thị Diễm My, chia sẻ bài giùm em nha My ơi. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm em nha mọi người. Hàng len hôm nay rất là đẹp nha. Áo khoác đầm len cũng đều có nha mọi người. Rồi một cái cổ lọ nha mọi người ơi. Mẫu này từ 55kg lại mặc vừa mẫu này nha mọi người. Ở ngoài rất là đẹp nha. Rồi cảm ơn My nha. Len này là len rất đẹp. Cái này là số 6 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 giùm mình nha mọi người. Mẫu này số 6. Mẫu này cực kỳ đẹp luôn. Chỉ có giá 69k thôi. 69k áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài nha mọi người. Mẫu này là số 6 nha mọi người ơi. Mẫu này số 6. 55kg rồi lại mặc vừa mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 giùm mình. Cổ lọ nha mọi người, cực kỳ đẹp, màu đen, rất là đẹp. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 nha. 55kg rồi lại mặc vừa. Chỉ có 69k áp dụng cho bạn nào chia sẻ livestream của mình. Áp dụng cho bạn nào chia sẻ livestream bên mình thôi nha. Còn bạn nào không? Bạn nào không chia sẻ thì sẽ không mua được với giá 69k đâu nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 giùm mình nha mọi người. Mẫu này số 6. 55kg đồ lại mặt vừa nha. Mẫu này rất là đẹp nha mọi người. Mẫu này số 6 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 giùm mình. Chỉ có 69k. 69k áp dụng cho bạn nào chia sẻ bài nha mọi người. Áp dụng cho bạn nào chia sẻ bài. 69k mẫu này nha mọi người. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm nha. Mọi người tương tác để mình thấy nhau đi mọi người ơi. Mẫu này chỉ có giá 69k thôi nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 giùm mình nha. Rồi chốt số 6 cho Thu Thủy nha. Bạn ơi cho mình xin số điện thoại địa chỉ luôn nha bạn Thu Thủy ơi. Có gì ngày mai mình gửi hàng luôn nha bạn ơi. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Chia sẻ bài giùm mình nha. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha mọi người ơi. Chỉ còn mọi người like và chia sẻ bài giùm mình thôi nha mọi người. Ủa? Sao nhạc nó đứng yên vậy? Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Chỉ cần mọi người like và chia sẻ bài sẽ mua được với giá rất là rẻ nha mọi người ơi. Còn rất là nhiều mẫu đẹp nha. Chỉ cần like và chia sẻ bài thôi nha mọi người. Lên 150 bạn coi em sẽ like áo len 39k nha mọi người. 39k nha. Lên 150 bạn coi nha. Rồi mẫu này nha mọi người ơi. Mẫu này cũng rất là đẹp nha. Len rất là đẹp. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 7 giùm mình nha mọi người. Mẫu này số 7 nha. Mẫu đang mặc là số 7 nha mọi người ơi.
Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 cho mình 55kg rồi lại mặc vừa mẫu này nha. Chị có giá 6. Chị có giá 69k nha. 69k mẫu này thôi nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6, chốt số 7 cho mình nha. Mẫu này số 7 nha mọi người ơi. Ở ngoài rất là đẹp nha mọi người, cực kỳ đẹp luôn. 55kg rồi lại mặc vừa mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 giùm em nha. Mẫu này số 7 nha mọi người. Ở ngoài rất là đẹp nha mọi người ơi. Chỉ còn mọi người like và chia sẻ bài sẽ mua được với giá rất rẻ cô. Cô mở đang im rồi. Đang mở đứng im rồi. Mẫu này nha mọi người. Mẫu này nha mọi người, mẫu này là số 7 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 giùm mình nha mọi người. Rồi, chất liệu cực kỳ đẹp nha mọi người ơi, cực kỳ đẹp nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 giùm mình nha. Ở ngoài rất là dễ thương mẫu này.